Tiếp tục với các thông tin về đại dịch Ebola, ngày hôm qua 21 tháng 8, trong một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng, các nhà chức trách của Liberia đã bắt đầu phân phát thực phẩm, nước và các nhu yếu phẩm khác cho khu ổ chuột West Point, khu vực đang bị cô lập vì dịch Ebola ở nước này. Động thái diễn ra sau cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra giữa người dân vùng dịch và cảnh sát và những người đang cô lập 50.000 người tại khu ổ chuột này. Những chiếc xe tải chở đầy thực phẩm, dầu ăn và nước uống chính là điều mà những người dân thuộc khu ổ chuột West Point này đang chờ đợi. Nó cũng là nguyên nhân khiến 4 người bị thương trong cuộc đụng độ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 khi bị chính phủ cô lập vì ở đó có người nhiễm virus Ebola. Chúng tôi mua một đấu gạo với giá 0,5 đô la Mỹ. Bởi thế khi chúng tôi nhìn thấy họ mang gạo cho chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi chỉ muốn tự do và muốn họ mở cửa để chúng tôi ra ngoài mua thực phẩm. Chính quyền Liberia ban bố lệnh giới nghiêm từ ngày 19 tháng 8 và cách ly hoàn toàn khu West Point để ngăn chặn dịch Ebola lây lan. Điều này đã dẫn tới một cuộc đụng độ đẫm máu. Người dân nghèo ở West Point cho biết họ biểu tình vì không còn gì để ăn. Chính quyền ra lệnh cách ly quá đột ngột nên họ không hề có sự chuẩn bị. Tuy nhiên sau vụ việc trên, những yêu cầu chính đáng của họ đã được đáp ứng. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Nam Phi hôm nay đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải là công dân của mình đến từ các nước có ổ dịch ở Tây Phi.